Yo, khỏe không tất cả anh em, Dũng Senpai đây và chào mừng anh em đến với Unfollow, hãy theo dõi. Một cái tựa đề mà cho chúng ta một cái sự tò mò đây. Và cũng là một trong những cái tựa game kinh dị đầu tiên của năm 2023 mà tôi chơi trên kênh này. Và không nói nhiều nữa, để xem ai sẽ là người hãy follow Dũng Senpai nào. Ôi, khuôn mặt gì vậy? Tăng volume lên xí nào. hơi sợ. Tựa game cuối cùng, tựa game kinh dị cuối cùng chúng ta chơi là What happened? Where am I? Cái gì? Chuyện gì vậy xảy ra? Tôi đang ở đâu đây? Tựa game kinh dị cuối cùng mà tôi chơi đó là Siren Head. Và hôm nay đây chúng ta sẽ thử. Tôi tưởng tôi phải là đang ngồi trước máy tính hay là đang cầm điện thoại để xem ai hãy follow chứ. Nhưng mà sao tôi lại ở trong một cái căn nhà mà nó như kiểu là nhà tế thần của ai vậy? Toàn thấy nến mới thấy là cái gì tượng ảnh không? Cái gì đây? Bức tranh một thanh niên khá là đẹp trai đấy, bưng một đám mèo, ở giữa thì bị bứt mất một hình chữ nhật. Cái tiếng gì đấy? Như kiểu là anh em ta phải kiếm cái hình chữ nhật này xong gắn vô đây ấy nhỉ? Sau mấy nghìn tựa game kinh dị mà tôi đã chơi qua thì nhìn cái này chỉ cần nhìn sơ qua là đã hiểu rồi. Vài cái hũ, một ghế sofa trông khá là êm đấy. Bức tranh này, photo of Anne. Đây là bức ảnh của Anne hồi còn nhỏ. Này như kiểu tôi vừa về ấy anh em ạ, hay là tôi sang nhà bạn chơi hay là gì đó. Ai ở nhà không nhờ? Tiếng gì đấy? Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 4 giờ đúng. 4 giờ 2 phút. 4 giờ chiều. Sao là tôi vừa đi xe về rồi. Oh. Được nghe nhạc nữa ạ. Bài gì đây? Ok, bài nhạc một thanh niên rất là đau khổ vì bị cướp mất bồ gì đấy. Đây là Anne lúc mà tuổi teen. Ô, đồ họa nhìn được vãi. Ở đây tối quá, tôi không thấy gì cả. Cần một chiếc ánh sáng. À vậy tôi là Anne, tôi trở về nhà các bác ạ. Bởi vì trong này là toàn ảnh của tôi nè, ảnh lúc còn nhỏ nè, ảnh lúc tuổi teen nè đấy. Trong kia tối quá, hãy cần kiếm một cái đèn pin hay là một cái gì đó. Ôi sao? Trong này đèn nhìn nó cứ sợ thế nhỏ quá. Ôi, cái phòng nó tối thui. Đây là Anne lúc mà còn đi học tiểu học hả? Ôi, qua cửa này. Sợ thế nhờ. Đây ai đây? Đây như kiểu chồng của tôi ấy anh em ạ. À không, đây như kiểu bố ấy. Trời ơi, quá phòng mở cái cửa ra tối thui không thấy một cái gì hết. Này bị khóa, đi lên tầng thử xem nhỉ. Sao toàn nến không nháy? Đèn pin đây ơi. Ôi, sao tôi lại nghe tiếng mở cửa ở đâu ấy nhỉ? Không có pin. Có đèn pin mà không có pin ạ. Ôi, cái cửa này ban nãy nó không có mở nha. Cái cửa này tự dưng nó tự mở nè. À ha, đây là phòng của tôi hồi còn nhỏ các bác ạ. Quay về nhà nhưng mà lại không thấy ai cả. Có một cái camera cũ. Lấy luôn. Không lấy được. Ôi. Là Josh. Bạn trai rồi. Bạn trai rồi. Đây là một cái tờ nhật ký. Một tờ nhật ký cũng khá là dễ thương đấy, vẻ đẹp đấy chứ.
nói về chuyện cô gái này giảm cân để mà chuẩn bị đi dự cái buổi cái gì đấy, vacation summer, buổi đi chơi hè thì phải. Giảm tận được 10 pound ấy nè. 10 pound là bao nhiêu ký? Ai, có pin là bật đèn được rồi. Ok nhá. Ui, quả phòng mà nó tối quá trời tối. Ban nãy có một cái phòng nào đó mà em ta cần pin mới đi vô được ấy. Này tường này, vãi. Có thấy bố mẹ đi đâu hết nhở? Nhà chả có ai mà lại có nến. Ôi ôi ôi, sao lắm cửa vậy? Cửa đều khóa em ạ. Ui nhìn nhìn quả cửa này này, trời. Ôi mở luôn hả? Ui. Cửa. Sao mày có thể mở cái cửa không? À không, nó bị chắn, nó bị chắn. Hiểu hiểu hiểu. Vãi. Sợ thật đấy. Ô. Ui, lâu không chơi rồi. Ớn thực sự. Ôi, quả cửa này ban nãy cũng không mở. Ôi ôi ôi. Trên nhà này cũng bị hỏng. Ô, nó khóa, cái cửa bị khóa rồi. À, chìa khóa. Pick. What? Wow. Ôi ôi. I've tried, Anne. Really, I tried to be your friend. Tôi rất cố là bạn của cô. Nhưng mà bạn bè không thể theo cách đó được. Hả? Là sao? Tôi có một người bạn tên là Gray. Chìa khóa bị kẹt. Cần một cái gì đó để mà mở mà lấy chìa khóa ra. Gray à? Một cô bạn nào đó chăng? Một cô bạn của tôi mà có vẻ là hai người đã có cãi nhau hay là gì đó chẳng hạn. Thế là bây giờ không còn là bạn nữa hay là đang ghét nhau hay là gì đó. Ờ, lại mở cửa. Ghét à? Ghét nhau xong rồi là hủy follow à? Ui dồi ôi, cái gì đây? Vết này không phải vết máu mà là vết nước tương. Đấy, gọi đúng lúc đấy. And I know you said you wanted to be alone. Anh ơi, but I'm worried about you. Mình biết là bạn à, cậu muốn ở một mình. Okay. Cái gì đấy? Tôi nghe tiếng mở cửa phải không? Đấy, cái chỗ này nó lại mở. Ban nãy thì. You can't just seek me out when you want to spew venom about another person, and then never be there when I need you. This has been going on for almost a year now, Anne. I'm sorry, I mean it. You've been my best friend since first grade. Best friend, but this is not you. I feel like I'm seeing a different person. What the fuck? Tôi vẫn là tôi chứ, chứ là ai đâu. Sao lại đi xuống liên tục vậy nhỉ? Holy moly, tôi không biết cái nhà này nó to chừng nào luôn. Ở dưới tầng hầm mà đi xuống hai lượt. Hello. God damn it. Ai à, lấy cái này mở phải không? Ok nhá. Ui. Cái gì đây? Cái bóng của cái gì đây?
What? What? Có chị đây. God damn. Ôi ôi ôi, trời ơi, có chị đây. Không dám nhìn lui luôn. Sao cái chỗ này nó không có đường nào đi hết vậy? Đây rồi. Oh shit. Nope, 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 nope. Ôi giời. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ôi nó. Nó mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi. Huh. Ai vậy nhỉ? Sao giống tôi quay lại? Chỗ này sao? Ô, sao lắm cửa vậy? Mày như kiểu tôi bị lạc vào mê cung rồi. Oh no. Hello. Cái gì ấy? Sao giống ma cô dâu vậy? Ôi. Vai trường. À, quả bạn thân gì về hù kinh thế nhỉ? Rồi đây rồi. Lấy được chìa khóa ra nhá. Nhưng mà chìa khóa mở cửa nào thì không biết. Tôi có cảm giác như tôi đang chơi lại Resident Evil ấy các bạn nào ạ. Ô, lại đi xuống đây à? Cay thế nhỏ ban nãy. Ôi ôi ôi, ban nãy có một con khỉ khô gì đó dưới này mà giờ còn bắt lại đi xuống đây nữa. Trời ơi. Sợ thật đấy. Nhưng mà đèn sáng như này mà. Ô, cái gì đây? Cái trang trên này nói cậu tóc đen này thì đang lắp cái ghế. Một lát sau thì mời cô bạn này đi ăn. Nhưng mà cô bạn này thì nói là có việc quan trọng, đã cần livestream đấy. Đấy, một youtuber hay là một twitch streamer gì đấy. Mày, chữ khó đọc quá em ạ. Đã tiếng Anh rồi mà còn chữ viết kiểu loang ngoằng, khó đọc thực sự ấy. Ôi, có quả cầu thang đi lên luôn ạ. À. Ảo thế nhỏ. Ôi dồi ôi. Ôi quả nhà như cái biệt thự vậy. Rộng quá trời quá đất. Cái gì đây? Elisa True Tarot. Một cái cuốn sách bài Tarot. À, một cái bộ bài Tarot thì đúng hơn, nếu không phải cuốn sách. Sao cái tường này trống không vậy? I think I can move it, but it's blocked by some mechanism. Mình nghĩ là mình có thể di chuyển nó, nhưng mà nó bị chắn bởi cái gì đó. What? Ồ. Oh. À, tôi có cái bức tranh con mèo với ông người đẹp rồi. Có cái bức tranh rồi anh em ơi. Cái bức tranh hình chữ nhật để tôi gắn vô kìa. Mì ạ, bây giờ đi về lại. Đây, gắn vô đây. Đấy, chuẩn chưa, chuẩn chưa. Trời ơi. Nhưng gắn vô xong sao ta? Tưởng tượng căn nhà của tôi nó ở một cái vị trí mà nó khủng khiếp tới như thế nào. Nhìn cây cối không có lá gì hết. Giữa rừng khuya thanh vắng. Vậy lìn. Ô. Oh. Wait, what? Nó là cuốn sách này à? Ai da, lại còn chơi giấu nữa hả? Sao chỗ này nhìn quen thế?
Ồ. À, nó là cái tủ đi đuôi sau ạ. Trời ơi. Ê. Uầy, cái cửa này mở đấy mày. Cửa tầng trên cùng ạ. Ôi. Căn phòng có quả đàn. Cái gì đây? Tượng con mèo, đây có bức ảnh này. Grace. Grace hả? What? My God, we had this conversation years ago. I miss her. I feel like I haven't seen her in forever. Ồ. Sao lại có phép thuật gì ở đây nữa? Sao lại có cuốn sách Demonality này? Sách triệu hồi quỷ dữ à? Nghe tên là thấy ớn rồi. Một con thú mà nhìn kỳ, hình dáng ớn quá. Làm bài nhạc nào, ánh trăng. Các cung bậc cảm xúc à? Tức giận, chối bỏ, nghi ngờ, ấy, chấp nhận. Ê! There are still no updates on. Friends claim that the last time Aki was seen, she seemed normal and happy. Though an anonymous insider claims she had been complaining about odd followers. Có báo cáo là có 10 nhà sáng tạo bị mất tích trên đây mà. Mà mất tích một cách rất là bí ẩn. Đều mất tích khi mà ở nhà hết luôn. Đấy, đang làm việc trên máy tính. Ô sao giống, sao giống tôi vậy? Như kiểu là biến mất chỉ bằng một cái chớp mắt thôi anh em ạ. Mà bố mẹ đều không hiểu tại sao luôn. Mà dấu vết là không có dấu vết gì đặc biệt cả. Wait, what? Ngày chúng ta càng kiếm là được nhiều bức tranh nè. Ê, khoan, cái cửa này ban nãy nó không mở này. Ờ, đúng rồi. Nó có cái dây điện gì này. Cái này thì bị khóa. Breeze. À, đây là phòng bếp. Quả nhà này nó rộng thực sự anh em ạ. June, set nấu ăn của June. Ồ, June này như kiểu là một ông YouTuber này. Ôi má, tôi chơi quả game này nó hợp lý nhờ. Như kiểu lại ở trên nữa. Ây. Ờ. Phải. Cô bạn này đi tới bể bơi bị mọi người chế giễu là whale, là cá voi anh em ạ. Rất là khổ thân. Trời ơi, béo có gì đâu. Quá là điều bình thường luôn. Hey. Huh? What? Hey. You. You're Aki Dearest. Hi. I need your help to get out of here. What? What are you doing in there? I don't know. I can't remember anything, and I don't know what's going on. All I know is that I need your help to get out of here. I don't know what to do. Cần giúp đỡ sao giúp? Break the TV or something. How? I don't care. Hurry up and do it. Ôi, ghê vậy. Kêu mình phá cái phá cái TV, đập vỡ hoặc là làm gì đó. Ôi ôi. Wow. Ơ. Các tủ lạnh này cho đẩy lui này. Một cuộn băng. Ôi. Tiếng gì đây? Ôi vãi. Game bí ẩn thực sự anh em ạ. Ui, quá cửa nó mở. Nó tự mở luôn. Mẹ run thực sự. Bình tĩnh, tự chiến răng. Yo. Little bitch. Đứa nào trong này. Lock.
đâu có gì đâu. God damn. What the? Cái gì đấy? What the? Bro. Hot meal spaghetti. Hộp mì trái tim, hộp mì spaghetti sữa gì đây? Ôi con gì đây? Sao nhìn nó gớm quá vậy? Nhưng mà nó không làm gì tôi hết anh em ạ. Nó có cái lỗ trên người này. Ui. Ờ thực sự. Nhưng mà nó vẫn còn cử động nha. Nó vẫn còn cử động nhưng mà nó không làm gì tôi hết. À tôi có cuộn băng, tôi có cuộn băng. Xem cuộn băng này. Cái gì đấy? Mẹ thế giới động vật à? What? Sao lại tự dưng... Welcome to the Animal in You, where we try to make sense of your life through valuable lessons from the animal world. Điều gì ấy nhỉ? Today's question is... Tôi đéo hiểu là tôi vừa nghe cái gì nữa anh em ạ. Có một cô bạn tự dưng lại tưởng tượng là người xem là một con giun. Đấy, cách tôi bò, rồi cách tôi chui xuống đất các kiểu, rồi lại nói là tôi tại sao lại không chia sẻ ánh nắng với... Tôi là một con giun tại sao không chia sẻ ánh nắng với một cái bông hoa. Tại tôi làm sao để mà tôi chia sẻ ánh nắng trong khi mà trời nó tối thui như thế này. Đây là con giun này. Tôi đang chiếu cái đèn pin vào mặt. Thì có phải là tôi là bông hoa, à tôi là mặt trời không? Đấy, tôi chiếu sáng này. Ô, tôi vừa lấy cái dĩa đồ ăn à? Miệng quá phòng này có cái gì ta? Tôi vào đây mà tôi... À, wait. Ô, tôi lấy được bình sữa. Tôi lấy được bình sữa, tôi lấy được thức ăn. Đấy, chúng ta có... chúng ta có sữa này, mì này, meatball này, chúng ta có ba cái rồi. Cái gì cơ? Một hot, một trái tim hả? Trái tim là sao ta? Ô, nó là trái tim thật luôn, trái tim đang đập luôn ạ. Tôi cứ tưởng là cái kẹo hay là cái thành phần thức ăn gì đó hình trái tim nhé. Bruh. Oh wow. Wow. What? Rồi đem dĩa thức ăn ra cho bà cô này rồi. Chắc rồi. Sai thế đéo nào được. Ôi ôi. Ôi, nó biến mất rồi. Này, cái cửa này mở rồi. Nó chui ra từ cái phòng này nè anh em. Cái gì đây? Sao giống cái lớp học vậy? Đang ở, sao đang giống đang ở trường học vậy? Có tiếng các cô gái đang vui đùa. Fat pig, stupid, well, tất cả những từ ngữ là đang chửi cô bé Anne này. I thought that everyone would have noticed my change when I went back to school with my new look. They'd been making fun of me for years. They'd make me feel like a freak. And after I starved myself for an entire summer, nobody even came to me to apologize or say something nice. Nothing. I'm not their freak show anymore. And now they don't see me. But they won't ignore me forever. I'm better than them. I'm special. They'll be forced to look at me. What?
beautiful. Wow. Wait. Được thế nhở? Quả nhạc cuối cũng hay nữa. Sao lại giống như là kết thúc game vậy? Nhưng mà chúng ta chỉ đang chơi bản beta thôi nè mà, bản demo của tựa game thôi. Thì tựa game có thể là sẽ có cái bản chính thức vào quý 2 của 2023 nè bạn. Và một cái tựa game, uầy, tôi kiểu bị run vãi nè bạn. Đó là lý do mà lâu tôi mới chơi game kinh dị. Nhưng mà tại sao tôi không thấy có nhiều cái gọi là nội dung gì liên quan tới cái chuyện unfollow ta? Mà chúng ta tìm hiểu về câu chuyện cuộc đời của một cô bạn tên là Anne thì đúng hơn. Đấy, thì cô bạn rất là tội nghiệp luôn. Chỉ vì là một người khá là béo mà bị bạn bè gọi là dùng từ ngữ xúc phạm, miệt thị các kiểu, body shaming. Đấy, được rồi. Ok, thì đó chính là Unfollow, một cái tựa game horror khá là căng thẳng đấy. Cái đoạn chạy rượt khiếp thực sự nữa. Tìm đập tìm luôn. Được rồi, và đó chính là Unfollow. Wow. Thực sự thì không biết là cái bản chính của cái tựa game nó sẽ còn khủng khiếp như thế nào, nó sẽ còn ghê rợn tới mức nào. Wow, một cái trải nghiệm mà khoảng tầm một tiếng rất là thú vị anh em ạ. Được rồi, và nếu anh em thích cái tựa game này, thích Unfollow, nhớ đấm vỡ nút like nha. Và muốn chơi thử qua cái tựa game này, link ở phía dưới ngay description. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem. Hẹn gặp lại trong những cái tựa game kinh dị tiếp theo trên kênh của Dũng Senpai. Bây giờ thì mình chào tạm biệt và chúc một ngày tốt lành. Bye bye.